Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion tuần này. Thì tuần vừa qua là một tuần có thể nói là khá là nhộn nhịp đối với lại thị trường crypto. Bởi vì là chúng ta có những cái sự kiện lớn, ví dụ như là token 2049. Chúng ta có những cái sự nhộn nhịp trong thị trường liên quan tới việc Bitcoin tăng giá, rồi là một vài những cái sự kiện bên lề khác. Thì quay trở lại với DeFi Discussion tuần này thì có lẽ mình nghĩ đã đến lúc mà chúng ta cần phải nhắc lại những cái khái niệm, những cái sản phẩm mà có thể là nó đã tồn tại khá là cũng được một thời gian rồi, nhưng mà có thể là chúng ta vẫn chưa nhắc đến quá nhiều, cũng như là chưa có dịp mà chúng ta đề cập tới những cái sản phẩm đó. Và mình nghĩ thì đây là một cái khoảng thời gian tốt để chúng ta có thể tìm lại được, nhắc lại những cái khái niệm này, để biết đâu là chúng ta có thể tìm ra được những cái gì đó nó tiềm năng, những cái gì đó mới mẻ. Ok, thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay và là một gương mặt khá là quen thuộc, là đó là chính là anh Nguyên. Ok, xin chào anh em, xin chào Tiến. Thì rất là vui khi hôm nay lại có cơ hội để ngồi đây trò chuyện cùng với anh em và cùng Tiến thảo luận những cái câu chuyện xoay quanh một cái khái niệm mà có thể là bọn mình đã nhắc tới cái khái niệm này đâu đó vài lần ở trong cái series này rồi. Nhưng mà thực sự là đây là một cái tập mà có thể coi là đầu tiên, và chúng ta có thể dành ra một tập riêng để nói về cái khái niệm này. Thì hy vọng là cái chủ đề hôm nay đâu đó sẽ gợi mở cho anh em những cái tò mò về một cái khái niệm mà nó cũng khá là lạ, nhưng mà nó cũng khá là khó hiểu. Nhưng mà hy vọng là đâu đó chúng ta sẽ thông qua những cái thông tin mà chúng ta chắt lọc được, thì đến suốt cái hành trình của tập podcast này thì chúng ta sẽ đâu đó ngỡ ra được thêm một xíu gì đó mà chúng ta có thể cảm thấy là nó rõ nét hơn một xíu về cái khái niệm này. Rồi thì chắc là nhường lời lại cho Tiến với cái phần này ha. Ok, thì chủ đề hôm nay mà chúng ta nói đề cập đến chính là chủ đề liên quan tới Base Roll-up. Có lẽ là gần như là phần lớn những cái nhà đầu tư, những cái chúng ta trong thị trường đều đã khá quen với lại cái thuật ngữ Roll-up rồi, đúng không? Nó nói đến một cái giải pháp layer 2 của, thường là khi ta nhắc tới Roll-up thì người ta nói tới giải pháp layer 2 của Ethereum, giúp Ethereum tăng cái khả năng mở rộng của nó. Vậy thì bên cạnh đó thì có khá là nhiều những cái thuật ngữ liên quan tới rollup. Chúng ta có ZK rollup này, optimistic rollup, đúng không? Để chia ra những cái loại rollup khác nhau. Vậy thì có một cái thuật ngữ đó chính là base rollup, thì nó có thể là một cái khái niệm khá là lạ, nhưng mà thực tế thì tụi mình cũng đã từng nhắc tới khái niệm này trong một cái tập podcast trong khoảng đầu năm nay rồi. Nhưng mà có lẽ như mình đã nói thì có lẽ tụi mình sẽ nhắc lại một lần nữa để chúng ta có thể có cơ hội tìm được những cái tiềm năng, những cơ hội mới liên quan tới những cái giải pháp này. Ok, thì chắc hẳn là nhiều anh em có thể là vẫn khá là lạ, và có thể nhiều anh em vẫn chưa gọi là nghe qua cái thuật ngữ base rollup này. Vậy thì theo anh Nguyên thì đâu sẽ là cái lý do mà chúng ta cần phải quan tâm tới cái base rollup ở thời điểm hiện tại và có thể là trong tương lai nữa? Chắc là chúng ta sẽ nói một xíu về những cái nội dung được thảo luận ở trên các cái mạng xã hội liên quan đến các cái sản phẩm trong hệ sinh thái Ethereum. Thì cái từ khóa đầu tiên mà nó bật lên trong đầu mình khi mà nói về cái câu chuyện về base rollup và lý do tại sao mà chúng ta cần phải quan tâm đến cái khái niệm này, đó là MEV. Thì MEV anh em, nhiều anh em cũng biết rồi, nó là một cái hiện trạng mà có thể coi là người dùng sẽ có thể bị chiết xuất những cái giá trị thông qua những cái lệnh nó mua bán chênh lệch, và từ đó nó chiết xuất những cái giá trị và nó trục lợi từ người dùng. Tất nhiên là sẽ có MEV tốt và MEV nó gây hại cho người dùng. Tuy nhiên là chúng ta ở đây chúng ta sẽ nói về những cái loại mà nó sẽ gây thiệt hại ra cho người dùng. Người dùng khi mà thực hiện các cái lệnh swap thì có thể nhận về những cái lượng tài sản nó không, tức là nó cũng hao hụt, nhưng mà nó hao hụt ít thôi, nhưng mà lâu về dài thì nó cũng sẽ là một cái hao hụt rất là đáng kể cho người dùng. Thì đó là cái khái niệm đầu tiên về MEV. Thì chúng ta biết là những cái giải pháp optimistic rollup này hoặc là ZK rollup, mình tạm gom hai cái khái niệm này lại thành khái niệm gọi là smart contract rollup, đúng không? Thì smart contract rollup này thì nó sẽ có một cái mạng lưới gọi là sequencer khá là tập trung. Hiểu nôm na là cái mạng lưới này họ sẽ nhận những cái yêu cầu từ người dùng, họ đóng gói và họ gửi xuống layer 1, sau đó là những cái proof chẳng hạn, tùy thuộc theo cái định dạng rollup của họ. Thì cái khâu này nó sẽ bị tập trung
và từ đó nó khiến cho những cái MEV, tức là những cái giá trị mà chiết xuất ra thì nó sẽ đâu đó tập trung vào trong cái nhóm sequencer này. Cái giá trị MEV này nó sẽ được chia sẻ lại như thế nào thì cái đó chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng mà nó là một cái gạch đầu dòng đầu tiên khi mà chúng ta nói về cái khái niệm MEV và các cái khái niệm roll up. Thì đây cũng là một trong những lý do mà người ta muốn bắt đầu gọi là nói về bass roll up như là một cái giải pháp cho cái điểm nghẽn này. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta phải nói với nhau trong tuần vừa rồi là cũng khá là nhiều những cái thông tin nó cũng khá là FOMO liên quan đến cái mảng bass roll up này. Chúng ta biết là một cái layer 2 là Rise thì họ cũng đã có một cái vòng gọi vốn hết sức là ấn tượng, có cả Stanley đại diện từ AV và có cả Vitalik. Và chúng ta cũng biết là Vitalik thì nếu mà anh em theo dõi Vitalik ở trong những cái tháng gần đây thì cũng thấy là nhà sáng lập Ethereum nói cũng khá là nhiều về cái khái niệm bass roll up trong những cái trong tweet cũng như là những cái comment của mình. Thì đó là những cái xôn xao bên lề, đâu đó nó tạo ra cái sự FOMO và cái sự quan tâm liên quan đến cái khái niệm này. Cái vấn đề thứ ba chúng ta phải nói với nhau đó là cái hạ tầng ở dưới layer 1 hiện tại nó vẫn, tức là nó chưa hoàn toàn ủng hộ cho bass roll up. Tuy nhiên là trong thời gian tới chúng ta sẽ bắt đầu dần thấy những cái cập nhật đáng chú ý của Ethereum làm sao để tăng được cái tốc độ finality lên, và từ đó nó sẽ thậm chí là chúng ta có thể tích hợp những cái giải pháp restaking vào, một cái từ khóa mà chúng ta thấy nó cũng khá là hot và cũng đáng được quan tâm trong nửa đầu năm 2024, thì có thể tích hợp cả restaking vào để đâu đó tạo nên những cái hạ tầng cho base roll up. Thì cái câu chuyện này hiện tại nó chưa diễn ra nhưng mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi, và nó cũng là một cái gạch đầu dòng mà khiến cho chúng ta cần phải quan tâm đến cái khái niệm này ở thời điểm hiện tại. Thì giống như anh Nguyên đã chia sẻ thì nếu mà anh em là một người hay lướt Twitter này, anh em hay theo dõi những cái post của Vitalik và thậm chí là anh em hay đọc những cái bài blog của Vitalik luôn, thì có lẽ là anh em sẽ biết được là khoảng thời gian trở lại đây thì Vitalik cũng thường xuyên hay chia sẻ là những cách tiếp cận mà cái layer 2 trong thời gian tới có thể cân nhắc. Thì một trong số đó đó chính là bass roll up, đúng không? Bởi vì là nó theo những gì mà Vitalik chia sẻ thì mình nó có thể nói một cách ngắn gọn là nó sẽ giúp có thể giảm cái rủi ro bị sensor cái giao dịch và làm đảm bảo cái tính phi tập trung của cái mạng lưới roll up. Thì bên cạnh đó cũng sẽ có một vài những cái thuật ngữ khó hiểu khi mà anh em nhắc tới cái định nghĩa bass roll up này. Thì ví dụ như là như mình vừa nói, ví dụ như là pre-confirmation này, hoặc là finality này, hoặc là những cái khái niệm nó tương tự như vậy. Thì theo anh Nguyên thì khi mà chúng ta đọc về cái bass roll up này thì đâu sẽ là những cái khái niệm mà có lẽ là mình cần phải nắm rõ hết, cần phải nắm rõ trước khi là tìm hiểu sâu hơn về bass roll up? Có thể nói là cái nội dung hôm nay chúng ta đi cũng khá là lòng vòng, chúng ta chưa đi thẳng vào cái bass roll up, mà nãy giờ là chúng ta mới đảo những cái khái niệm vùng ven liên quan đến cái câu chuyện này. Thì đúng như Tiến có nói thì đây là một cái khái niệm mà nó khá là phức tạp và chúng ta cần phải tìm hiểu những cái khái niệm tiền đề trước đó để có thể hiểu hơn về cái khái niệm bass roll up. Trước hết thì chúng ta nói về finality đi. Thì finality là một cái từ mà chúng ta nói khá là nhiều ở trong DeFi discussion trong xuyên suốt những cái hành trình vừa qua rồi. Thì hiểu nôm na nói một cách ngắn gọn thì finality nó là cái trạng thái mà blockchain nó sẽ đóng băng cái dữ liệu ở trong quá khứ, và khi đạt đủ một cái lượng validator nó đồng thuận với cái dữ liệu quá khứ này thì blockchain nó sẽ đạt cái trạng thái finality. Thì finality khi mà nó đạt được thì cái chi phí để tấn công và đảo ngược cái bản ghi trong quá khứ thì nó sẽ rất là cao. Cho nên là khi mà đạt được cái trạng thái finality này rồi thì cái blockchain nó có thể tạm coi là một cái nó đạt tới được một cái trạng thái an toàn tới cái block đó hoặc là cái epoch đó rồi ha. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về pre-confirmation. Thì pre-confirmation chúng ta hiểu nôm na nó là cái khả năng xác nhận của cái layer 2 đó rằng cái giao dịch mà người dùng gửi đến cho cái mạng lưới layer 2 nó được thực hiện. Thì về mặt gọi là lý thuyết, về mặt gọi là giấy tờ thì khi mà đạt cái trạng thái pre-confirmation á, thì nó chưa tới được cái ngưỡng finality ở dưới layer 1 anh em ha. Tức là pre-confirmation nó chỉ là cái layer 2 nó cam kết với anh em là nó sẽ thực hiện cái giao dịch đó thôi, chứ nó không có tới được cái ngưỡng finality ở dưới layer 1. Thì đó là một cái nó là hai cái cột mốc khác nhau để chúng ta hình dung được là cái layer 2 chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì khi mà chúng ta
thực ra thì bọn mình cũng đã có một cái tập liên quan đến cái vấn đề này rồi. Khi mà anh em thấy những cái giao dịch ở trên layer 2 của mình bị lỗi hoặc là bị gọi là không thể nó bị đảo ngược ấy, thì có thể là biết những cái khái niệm này để mình biết là cái lỗi nó nằm ở cái khúc nào, cái chặng nào, thì chúng ta có thể quay lại và chúng ta xử lý cái vấn đề nó trở nên dễ dàng hơn. Thì bọn mình cũng có một cái tập liên quan đến việc là vì sao các cái giao dịch ở trên layer 2 nó bị lỗi, thì anh em có thể tìm lại cái câu chuyện đó. Rồi thì đó là cái câu chuyện về pre-confirmation. Và cái pre-confirmation với các cái roll-up hiện tại thì phải làm sao để cho nó có cái tốc độ pre-confirmation nó cao nhất. Nó cũng tương tự với cái câu chuyện finality ở dưới layer 1 thôi. Finality thì nó phần nào đó nó phụ thuộc vào một cái mạng lưới rất là rộng là Ethereum, thì có thể là nó sẽ hơi khó để tăng cái tốc độ finality này lên. Nhưng mà pre-confirmation nó gần như là một cái câu chuyện mà các cái base nó họ cũng đang hướng tới để xử lý cái câu chuyện này, làm sao để đảm bảo được cái tốc độ xác thực mềm này nó tối ưu nhất. Thì đó là hai cái khái niệm trong cái chu trình xác thực giao dịch tương tác giữa layer 2 và layer 1. Cái khái niệm thứ ba mà mình nghĩ là anh em cũng nên tìm hiểu trước khi là chúng ta nhảy vào cái câu chuyện về base rollup, đó là cái câu chuyện về proposer builder separation, viết tắt nó là BBS. Thì nó cũng hơi phức tạp một xíu, nhưng mà anh em có thể hình dung nó là cái việc mà mạng lưới Ethereum bây giờ nó sẽ tách biệt cái vai trò của cái người tạo khối ra so với cái người mà sẽ trực tiếp propose cái khối đó lên cho mạng lưới để mạng lưới có thể xác thực. Thì cái việc tách biệt này nó sẽ đảm bảo được là cái mạng lưới nó sẽ phi tập trung và nó không tập trung quá nhiều quyền lực vào cho những cái đơn vị validator như ngày xưa nữa. Thì cái việc tách biệt này nó đang là một cái xu hướng, tức là cái đơn vị mà build ở đây là build cái block á, thì họ sẽ làm sao để tối ưu được cái chi phí MEV, nhưng mà cái đơn vị mà propose cái block đó lên ở trên mạng lưới thì họ sẽ không biết được những cái thông tin liên quan MEV đó, để họ từ đó họ sẽ không trục lợi quá nhiều như trong cái thiết kế ở trong quá khứ. Rồi thì đó là ba cái khái niệm mà anh em cần biết trước khi tìm hiểu về base rollup. Thì chắc là đoạn này thì cho mình gọi là nói một xíu về cái base rollup luôn ha anh em ha, tại vì nói nãy giờ từ đầu tập podcast cũng dài rồi mà nhiều anh em cũng chưa biết base rollup hình dung nó như thế nào. Thì anh em có thể hình dung nó là một cái mạng lưới mà cái vai trò sequencer bây giờ nó sẽ chuyển thẳng cho những cái đơn vị build block ở dưới layer 1 luôn, thay vì là nó sẽ có một cái mạng lưới sequencer cục bộ và tập trung như các cái rollup hiện tại. Thì cái việc này nó sẽ giảm thiểu được những cái nó sẽ tăng được cái pre-confirmation lên. Tức là tăng ở đây không phải là tăng cái tốc độ, mà là tăng cái độ uy tín của cái pre-confirmation này lên. Bởi vì ở đây cái đơn vị mà đứng ra tiếp nhận giao dịch của anh em là các cái đơn vị builder dưới level 1 luôn. Thì các cái này, các cái đơn vị này khi mà tiếp thu những cái giao dịch của anh em build thành block đưa xuống cho L1 thì sẽ có những cái đơn vị propose, tức là những cái đơn vị mà chuyển cái block này lên trên mạng lưới của L1, thì bắt đầu nó sẽ có những cái khâu bắt đầu như là xác thực rồi sẽ tới cái trạng thái finality. Thì cái thiết kế này nó sẽ đảm bảo được cái độ gọi là chắc chắn là cái giao dịch của người dùng ở trên layer 2 nó sẽ được finality ở dưới layer 1. Thì đó là cái tóm tắt chung nhất về những cái khái niệm mà anh em cần biết trước khi đi sâu vào một cái khái niệm mà cũng khá là khó hiểu, đó là base rollup. Yeah, ok. Rất là cảm ơn chị chia sẻ của anh Nguyên. Thì nãy anh có nói về một cái khái niệm mà em thấy nó cũng khá là tương đối là quen thuộc, đó là khái niệm mà PPS, hàng gọi là Proposer Builder Separation. Thì trước đây trong một tập và podcast của anh em mình thì em nhớ là chúng ta cũng đã từng chia sẻ về cái vấn đề này rồi, khi mà chúng ta nói về cái khái niệm liên quan tới sequencer, để là chúng ta nói về decentralized sequencer, share sequencer. Thì khi mà nói tới share sequencer thì nó có phần nào đó mà em cảm thấy nó cũng khá tương tự giống như là base rollup, đúng không? Vì base rollup như anh chia sẻ là nó đẩy cái khâu sequencer về cho L1, trong khi đó là share sequencer thì nó lại là những cái rollup khác nhau chia sẻ một cái sequencer kiểu như vậy. Theo anh thì hai cái khái niệm này có gì nó khác biệt so với nhau, và để làm cách nào mà chúng ta có thể tránh bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này? Ngoài ra thì em cũng để ý thấy là chúng ta sẽ còn một số những cái khái niệm khác. Ví dụ như chúng ta nói tới base rollup, đúng không? Chúng ta cũng sẽ có những khái niệm ví dụ giống như là sovereign rollup, hoặc là một số những khái niệm thậm chí mà còn lạ hơn nữa, ví dụ như là enshrined rollup kiểu như vậy.
Thì không biết là anh Nguyên có cách nào để phân biệt được những cái khái niệm này để cho người đọc có thể cảm giác là nó cái gì, cái này để cái này có gì đặc biệt và cái này có gì khác biệt, kiểu như thế. Thực ra thì với cái câu chuyện về so sánh giữa Base Roll-up và các cái Roll-up khác, cũng như là một cái mạng sản phẩm mà nó đang manh nha là Xe Sequencer, thì bọn mình cũng đã có một cái bài viết ở trên Coi 68. Thì anh em mà gọi là quan tâm về mặt chi tiết thì có thể đọc, thì đâu đó nó sẽ dễ theo dõi hơn. Tuy nhiên là trả lời cái câu hỏi của Tiến thì chắc là mình sẽ nói sơ sơ một xíu về cái sự khác nhau mà có thể là một vài người sẽ hơi nhầm lẫn một xíu giữa Base Roll-up với các cái mạng sản phẩm khác. Như Xe Sequencer chẳng hạn thì Tiến nãy cũng có đề cập một cái điểm khác nhau rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ nói một xíu về cái điểm giống nhau về trong cái mục tiêu của họ. Thì là cái mục tiêu của họ cũng đâu đó giống nhau ở trong cái việc là họ hướng tới xử lý cái vấn đề về MEV. Làm sao để phân phối cái giá trị MEV này nó một cách hợp lý nhất, có thể chuyển về cho một cái mạng lưới phi tập trung, có thể chuyển thẳng xuống layer 1 như các cái Base Roll-up. Thì nói chung là cái nhiệm vụ, cái mục tiêu của họ thì vẫn là hướng tới giải quyết cái MEV. Còn cái sự khác nhau thì chúng ta có thể thấy là Base Roll-up đâu đó nó sẽ tập trung vào trong cái mạng lưới của cái Roll-up đó thôi. Các cái đơn vị sequencer hoặc là các cái đơn vị block builder thì nó sẽ tập trung vào riêng cho cái roll-up đó thôi. Còn Xe Sequencer chúng ta có thể hiểu như là một cái lớp đệm ở giữa, và nó sẽ cho phép các cái roll-up cắm vào cái lớp đệm này nhiều roll-up khác nhau, chứ không đơn giản chỉ là các cái base roll-up nữa. Chúng ta có thể thấy là ví dụ như các cái roll-up truyền thống như là Optimistic hay là ZK roll-up có thể cắm vào trực tiếp vào cái lớp này. Thì đó là cái điểm khác nhau. Và thực ra thì chúng ta nếu mà đi sâu hơn một xíu thì chúng ta có thể biết là các cái Xe Sequencer thì họ sẽ không thực hiện cái khâu execution, trong khi một cái mạng lưới base roll-up thì chúng ta cũng biết là họ sẽ có một cái họ sẽ đảm nhiệm luôn cả cái tác vụ đó. Thì đó là một vài cái sơ nét. Còn về cái việc mà phân tích giữa Base Roll-up với các cái giải pháp khác như là Sovereign hay là Enstream thì chắc là mình sẽ không đi sâu trực tiếp vào từng cái cặp. Anh em có thể tìm hiểu thêm trong cái bài viết mà bọn mình để ở dưới đường dẫn. Nhưng mà để mà có một cái mẹo để anh em có thể phân biệt được những cái dạng Roll-up á, thì anh em có thể dựa vào những cái mảnh ghép ở trong modular thôi. Ví dụ như là chúng ta biết là có những cái mảnh ghép cụ thể của modular, nó sẽ bao gồm là execution này, settlement và consensus và data availability. Thì chúng ta dựa theo những cái mảnh ghép đó, chúng ta biết là cái roll-up này nó đảm nhiệm tới cái phần nào ở trong những cái mảnh ghép đó, thì chúng ta từ đó chúng ta có thể phân biệt được những cái định dạng roll-up khác nhau. Thì đó là một cái mẹo để chúng ta có thể đâu đó phân biệt được cái sự khác nhau giữa các cái roll-up. Thì đó là một cái câu trả lời mà mình nghĩ là có thể coi là ngắn gọn nhất cho cái vấn đề mà Tiến thắc mắc hồi nãy. Ok, cảm ơn những cái chia sẻ đến từ anh Nguyên. Thì đó là những cái cách mà chúng ta phân biệt được những cái roll-up khác nhau. Thì nó hơi nặng về cái vấn đề tech một xíu ha. Thì chắc là chúng ta sẽ nói qua một cái chủ đề nó nhẹ hơn một xíu đi. Câu chuyện về tương lai đi. Thì theo anh Nguyên thì trong tương lai thì những cái dự án là về Base Roll-up sẽ có những cái hướng đi, những cái hướng phát triển như thế nào để có thể gọi là tiếp cận được nhiều người dùng, cũng như là có cái định hướng phát triển tốt nhất cho dự án. Thật ra thì mình nghĩ là cái phần này nó cũng không nhẹ tách hơn bao nhiêu đâu. Mình nghĩ là cũng có ba cái phỏng đoán, thực ra là cũng là ba cái ghi chú mình theo dõi được trong những cái xu hướng phát triển của các cái sản phẩm hiện tại. Nó cũng không thuần là dự đoán đâu, mà là nó thực sự là nó có những cái hiện tượng này đã xảy ra rồi. Cái gạch đầu dòng đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là cái câu chuyện về việc là chắc chắn sẽ có những cái tích hợp về restaking cho Base Roll-up, bởi vì chúng ta biết là như mình có đề cập ở đầu cái podcast á, đó là cái tốc độ finality ở trên Ethereum hiện tại nó vẫn rất là chậm. Chúng ta vẫn phải chờ từng slot và từng epoch để đạt được cái trạng thái finality này, thì nó rất là chậm. Mình không nhớ là chi tiết con số, nhưng mà đâu đó tầm khoảng 12 phút gì đó. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy những cái tích hợp về restaking, những cái cụm validator, và họ tham gia tạo một cái mạng lưới riêng để hỗ trợ cho cái khâu finality này, và các cái Base Roll-up có thể cắm trực tiếp vào đó. Cái gạch đầu dòng thứ hai mà mình nghĩ là với riêng cái mạng Base Roll-up này chúng ta có thể thấy đó là những cái xu hướng phát triển AppChain. Bởi vì chúng ta thấy là các cái Roll-up thường nó sẽ, ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy các cái roll-up thường nó sẽ đóng vai trò như là một cái chain luôn. Ví dụ như là Optimistic roll-up thì hoặc là ZK roll-up thì chúng ta sẽ thấy nó vận hành như một cái chain luôn. Ở trên nó sẽ có những cái dApp và họ cắm vào.
Nhưng mà based on up thì chúng ta sẽ thấy manh nha đâu đó sẽ có một vài các cái app chain. Một cái câu chuyện mà chúng ta nói từ cái chu kỳ trước rồi, tức là nó vận hành không phải như là một cái ecosystem mà nó là một cái ứng dụng và nó cắm trực tiếp vào có thể là layer 1 hoặc có thể là một cái lớp restaking gì đó, tùy thuộc vào những cái tiến trình phát triển của các cái base layer trong thời gian tới. Thì ở đây thì chúng ta có thể kể đến là buffer finance, đúng không, là một cái giải pháp trong cái mạng liquid restaking. Thì thời điểm hiện tại thì chúng ta nếu mà đọc ở trong cái tài liệu của họ về cái câu chuyện về Unify AVS của họ thì cũng chưa thấy có thông tin gì, nhưng mà không biết là cái mạng lưới base roll up mà họ nói thì nó sẽ phát triển theo cái hướng nào, nhưng mà chúng ta có thể tạm phỏng đoán là nó sẽ đi theo một cái xu hướng là nó là một cái app chain nhiều hơn là một cái ecosystem, một cái chain mà mọi người hay trêu nó là một cái alternative layer 1 á, tức là một cái mạng lưới layer 1 nhưng mà nó là mạng lưới layer 2 kiểu vậy. Thì đây là cái xu hướng thứ hai mà chúng ta có thể thấy đối với các cái mạng base roll up. Rồi, cái câu chuyện thứ ba mà mình nghĩ là nó sẽ diễn ra với base roll up đó là cái câu chuyện tương tác qua lại giữa các cái roll up. Thường thì chúng ta sẽ dùng cái từ là synchronous composability á, thì có thể sẽ có một vài những cái tranh cãi về cái khái niệm này, synchronous rồi asynchronous, tức là đối xứng và bất đối xứng á. Rồi thì cái này nó sẽ là một cái câu chuyện nó rất là phức tạp về cái khái niệm mà chúng ta không đào sâu, nhưng mà anh em có thể hình dung là trong tương lai các cái base roll up nó sẽ có những cái gói giao dịch tương tác qua lại giữa các cái roll up khác nhau và nó có thể diễn ra đồng bộ với nhau, song song với nhau, thay vì là với các cái roll up hiện tại khi mà nó có những cái hệ thống state cục bộ của từng roll up thì cái việc mà thực hiện những cái giao dịch tương tác giữa các cái roll up và một cách nhanh chóng và một cách đồng bộ thì nó rất là khó, bởi vì mỗi ông roll up bây giờ thì hiện tại sẽ có một cái bản lưu về state riêng của mình. Thì ví dụ như là Optimism muốn tương tác với Arbitrum thì cũng phải check xem thử là ở trên cái Arbitrum cái state nó đã thay đổi hay chưa, nó đã an toàn hay chưa. Xong rồi ví dụ như Arbitrum mà có một cái giao dịch gì đó nó tương tác ngược lại với Optimism thì cũng phải check ngược lại cái ông Optimism. Thì đó, cái sự mà tương tác qua lại đó hiện tại thì nó rất là khó để xử lý. Nhưng mà với cái kết cấu của base roll up thì chúng ta có thể thấy được cái câu chuyện đó trong tương lai. Biết đâu đó thì nó sẽ có một cái sự gọi là tương tác qua lại giữa các cái roll up. Thì đó là ba cái xu hướng mà mình nghĩ là nó sẽ diễn ra với riêng cái mạng base roll up này. Ok, thì đó là cái xu hướng mà các dự án làm về base roll up có thể sẽ phát triển theo hướng đó. Ok, vậy thì để phát triển theo hướng đó có thể là sẽ có nhiều những cái yếu tố có thể mà tác động đến. Bây giờ nhá, em đang muốn hỏi một câu như thế này. Chúng ta đã từng đúng là nói về cái định nghĩa của base roll up rồi. Có thể hiểu đơn giản. Một trong những cái đặc điểm của base roll up đó chính là nó sẽ đẩy cái khâu sequencing những cái transaction về cho layer 1. Vậy thì một cái vấn đề khi mà dự án đẩy cái khâu sequencing đó về cho layer 1 đó chính là mặc dù là nó giúp cho cái roll up đó nó gọi là nó phi tập trung hơn, nó hạn chế được những cái tình trạng gọi là sensor cái giao dịch kiểu như vậy, nhưng mà nó sẽ gây ra đến là dự án nó sẽ bị mất đi cái phần doanh thu đến từ MIF. Vậy thì theo anh cái việc này có thể ảnh hưởng như thế nào đến cho những cái dự án làm về base roll up, và liệu nó có thể khiến cho chúng gọi là bị kiểu như là bị tụt lại trong cuộc đua giữa những cái roll up để xem roll up nào sẽ roll up phát triển đứng trụ đến cuối cùng hay không, kiểu như thế. Thực ra cái câu chuyện về chia sẻ là MEV này nó thiên về cái khía cạnh là ethos, nó thiên về cái khía cạnh tinh thần và đạo đức nhiều hơn, là một cái vấn đề mà nó buộc phải làm. Chúng ta thấy là phần lớn các cái mạng lưới họ vẫn giữ lại MEV cho họ, không sao cả. Miễn là họ kêu là chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cái MEV này lại cho cái treasury chẳng hạn, thì nó cũng là một cái cách để họ phân chia lại MEV, hoặc là như cái mạng share sequencer hồi nãy chúng ta nói thì cũng là một cái cách để họ phân chia lại cái MEV cho một cái nhóm nào đó. Thì base roll up thì MEV nó sẽ chia lại cho layer 1 như Tiến có đề cập. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng mình nghĩ là nó sẽ thiên về cái khía cạnh là quan điểm chung của cộng đồng và thậm chí là của một vài các KOL ở trong cái cộng đồng này. Đôi khi nếu như mà họ lên tiếng, họ chỉ trích cái vấn đề đó thì có thể nó sẽ có một cái xu hướng dịch chuyển về về cái cách là phải phân chia lại cái MEV cho layer 1 thì sao. Nói chung là cũng khá là khó nói về cái vấn đề này, chúng ta không biết được trong tương lai cái ý kiến chung của cộng đồng nó sẽ như thế nào.
Còn về riêng về cái việc là những thứ mà bắt buộc nó phải xảy ra, cái hồi nãy là chúng ta nó gọi là thiên về cái ý kiến và cái quan điểm riêng của từng người tham gia hoặc là quan điểm chung của toàn cộng đồng. Còn về cái việc mà nó phải xảy ra thì chúng ta thấy là ở thời điểm hiện tại, ví dụ như là Taiko chẳng hạn, thì đúng là họ có chia lại MEV cho layer 1, nhưng mà cái transaction fee ở trên layer 2 thì họ vẫn giữ lại và họ bỏ vào trong treasury của họ. Thì cái câu chuyện ở đây nó là gì? Cái câu chuyện ở đây không phải là việc là MEV hay không MEV, mà là cái câu chuyện ở đây là làm sao để họ có thể tạo ra được cái sự hiệu quả ở trên cái layer 2 của họ và thu hút được nhiều người dùng nhất có thể, và từ đó thu được cái fee giao dịch thì vẫn có khả năng chích được cái fee đó và bỏ vào treasury của họ. Chứ nó cũng không... tất nhiên MEV nó là một cái nguồn lợi rất là lớn. Nếu mà xét ở trên một vài các cái chain, chúng ta thấy là một vài cái chain đặc thù kiểu như Solana thì MEV cái tỷ trọng của nó chiếm nhiều khi nó còn lớn hơn rất nhiều, so với gần như là 80-90% gì đó là cái ở bên Solana, là nó là những cái chi phí về priority fee và những cái chi phí liên quan MEV, và nó gấp rất nhiều lần so với những cái phí giao dịch ở trên cái chain đó. Thì những cái trường hợp đó đặc thù quá rồi thì chúng ta không nói, nhưng mà tất nhiên là xét chung thì chúng ta thấy là MEV nó cũng là một cái phần rất là lớn, và có thể là các dự án họ cũng sẽ bị hao hụt đâu đó phần nào ở trong cái bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên nếu mà về lâu về dài và họ muốn thực sự là bền vững thì họ phải xây dựng được một cái mạng lưới làm sao để thu hút được nhiều người dùng nhất có thể, để có thể thu được cái nguồn phí từ phí giao dịch. Phí giao dịch ở đây là phí giao dịch ở trên layer 2 đấy, chứ không phải là phí giao dịch mà có liên quan đến MEV. Thì đó là một cái góc nhìn của mình về cái câu chuyện này. Thì nó vẫn là về cái việc là làm sao để cái activity ở trên layer 2 nó nhộn nhịp nhất có thể thôi. Cái việc mà chia lại MEV thì nó cũng tùy thuộc vào cộng đồng. Ok, rất là cảm ơn những cái chia sẻ đến từ anh Nguyên trong buổi podcast ngày hôm nay. Thì có lẽ là buổi tập podcast tuần này cũng tương đối là dài rồi, và nó cũng hơi nặng về cái chủ đề liên quan tới công nghệ, liên quan tới tech một xíu. Nhưng mà mình nghĩ thì đây là một cái khái niệm, một cái sản phẩm mà có lẽ là chúng ta sẽ cần phải để mắt đến nhiều hơn trong cái khoảng thời gian tới. Bởi vì thứ nhất, như mình đã nói là những cái bài post đến từ Vitalik rằng là ông ấy cũng rất là quan tâm tới những cái quan tâm tới khái niệm Bison Up này, và cho rằng đây là một cái cách tiếp cận mà cái layer 2 cần phải chú ý đến, cần phải tham khảo. Hoặc là những cái update mới liên quan tới những cái sản phẩm này, kiểu như thế. Thì rất là cảm ơn anh Nguyên vì những cái chia sẻ rất là bổ ích trong cái tập DeFi Discussion tuần này. Ok, thì rất là vui khi lại có cơ hội để cùng chia sẻ với anh em những cái thông tin mà bọn mình lượm nhặt được trong cái thời gian vừa qua. Thì có thể đây là một cái khái niệm khá là mới, và bản thân đội ngũ cũng đang trong cái quá trình tìm tòi thôi. Thì có thể là đâu đó trong cái nội dung mà bọn mình chia sẻ hôm nay, nếu như mà đâu đó nó xuất hiện một vài cái thông tin nó chưa chuẩn xác chẳng hạn, thì anh em có thể thảo luận với bọn mình, có thể thảo luận trực tiếp ngay dưới cái phần comment dưới phía cái podcast này, hoặc là thảo luận ở trong FOMO Sapiens, một cái group mà bọn mình xây dựng, và cũng có khá là nhiều anh em ở trong FOMO Sapiens thắc mắc về cái khái niệm là Bison Up, một cái khái niệm rất là mới mẻ này. Thì rất là mong sẽ có thể có được những cái cơ hội để cùng thảo luận với anh em về một cái khái niệm nó rất là thú vị như vậy. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe đến hết những giây cuối cùng của DeFi Discussion lần này. Ok, chắc là xin chào và hẹn gặp lại anh em. Rồi, bye bye anh em.